Tôi rất vui là như thường nhật thì là 29 tháng 8 là làm chương trình cho giới trẻ, sinh viên, học sinh. Nhưng hôm nay tôi cũng rất là vui là thấy trong lần này là có không phải là giới trẻ. Có lẽ là tất cả mọi người đến đây là mang tâm trẻ để nghe cái chương trình trẻ. Cái chương trình ngày hôm nay được thiết kế bởi 11 tác phẩm. Tất cả các tác phẩm đều là trích đoạn các cái nhà viết cho các bộ phim nổi tiếng của Hollywood, mà những bộ phim này phần lớn là đã được những giải quốc tế rất là lớn. Trong đó có thể kể sơ qua một số tác phẩm như là Jurassic Park, James Bond, Điệp viên thứ 07, Indiana Jones, Pirates of Caribbean và những tác phẩm khác. Mỗi một tác phẩm thì nó đều mang một tính cách riêng, đặc trưng cho cái bộ phim đó. Và tôi hy vọng là trong cái buổi hòa nhạc hôm nay, cái tính chất của âm nhạc rất là nhẹ nhàng, thậm chí có rất nhiều tác phẩm quen biết với lại khán giả, thì chúng ta cùng gọi là hòa đồng trong cái không khí, nó không phải là tiết tục của buổi hòa nhạc rất là bình thường,